ngựa ô ô ô ô để anh khắp 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 con ngựa ô ô ô ô để anh khắp. Đêm cuối năm nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe dòng tiếng ngầu hơn nửa đêm bao giờ. Đêm cuối năm nằm nghe từ xa phóng đường, nghe từ qua ông hoang lộ qua bến xa. Đêm cuối năm nhìn lên mây bay gói qua, nhìn con đá và các bạn. Khi xử lý cái chỗ mà yêu nhau hả, có hai người yêu nhau, cái đó là do nhạc sĩ dàn dựng hay là do Đức Anh tự nghĩ ra? Dạ do con tự nghĩ ra. Tại sao con lại nghĩ ra như vậy? Dạ con nghĩ là đây không phải là một bài hát dành cho người lớn, và con đã biến bài này thành một bài hát của lứa tuổi trẻ con, và giống như là một cậu bé hoặc là một đứa trẻ nào đấy đi ngang qua, xong rồi nhìn thấy dưới gốc cây thấy có hai người đang xin mời giám khảo Thành Lộc ạ. Và đây rất là thực tế ạ. Cho nên lúc mà cháu làm xịt á, có hai người yêu nhau, chú cứ tưởng đó là cháu nhìn thấy chú với cậu Hạnh không à. Thấy rõ một điều là cái niềm đam mê ca hát của Đức Anh rất là dữ dội. Hôm trước cái vòng bán kết chú định khen Đức Anh cái chỗ này mà quên khen, thì bây giờ khen lại. Đặc biệt cháu hát ở những cái nốt cao rất là chuẩn, bởi vì khi mà giọng của trẻ con mà lên những cái nốt cao, đặc biệt mà hát nhạc rock á, thì chú rất sợ là cháu bị vướng lên không tới. Nhưng mà cháu đã chơi một màn rất là ngoạn mục, là tất cả những cái nốt cao cháu ngay từ đầu bài là cháu đã đẩy lên rất là chuẩn, và điều đó làm cho chú nổi hết cả gai ốc lên. Và cái phần trình bày của cháu, cảm ơn quý vị, phần trình bày của cháu thật sự mà nói thì cháu đang nói về là cháu nhìn thấy một đôi đang yêu nhau, cho nên tự nhiên bây giờ khi nghe cháu hát xong chú thèm yêu quá. Hạnh thấy thế nào? Được không? Được không? Xin mời giám khảo Hạnh ạ. Hôm trước, mấy vòng trước thì cô còn nhìn thấy trong phần thi của Đức Anh có một chút xíu lỗi gì đó. Nhưng hôm nay cô thấy cháu hoàn toàn làm chủ sân khấu. Từng động tác cháu làm rất chắc chắn, từng câu hát. Và cô không nhận thấy lỗi gì trong bài hát của cháu cả. Dạ, cháu cảm ơn. Đó là một điều rất thành công và cháu làm cho cô phải cuốn vào phần thi của cháu. Và cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Xin chúc mừng cháu. Dạ, cảm ơn cô. Xin mời giám khảo. Chú nghĩ là cháu hoàn toàn xứng đáng là ngôi sao nhí của Việt Nam Got Talent lần này. Thưa quý vị, cho chú nói thêm một tí nữa thôi. Tức là chú không nghĩ rằng là các rocker chuyên nghiệp hiện nay bằng tuổi cháu mà có cái lửa đấy. Cháu hiểu không? Và cái vấn đề là cháu tự tin thể hiện tất cả những cái khả năng của cháu có, và cháu cũng hoàn toàn xứng đáng có mặt ở đây hôm nay. Dạ, chào cảm ơn chú. Xin cảm ơn bài giám khảo. Thưa quý vị và yêu mến Đức Anh Mèo Béo, quý vị hãy soạn tin nhắn 2 và gửi về tổng đài 6389 quý vị nha.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo đây Thanh Bạch xin giới thiệu đến quý vị một tiết mục tiếp theo. Một chàng trai mà cũng có 206 cái xương như mọi người, nhưng không biết sự sắp xếp của nó như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với phần trình diễn của Công Đạt. Tôi chọn một Công Đạt. Tôi chọn Công Đạt. Chúc mừng Công Đạt. Nó cũng là một ước mơ của mình khi mình đã được trên một số lớn. Đạt là một người có cái cấu trúc xương rất là đặc biệt so với cả mọi người bình thường. Cấu trúc xương cậu rất là dẻo dai. Chính vì thế Đạt có thể làm được những động tác khó hơn so với những cái bạn nhảy khác. Tham gia chương trình vào năm Got Talent thì mình đã được quen rất nhiều bạn. Ví dụ như anh Phương, chị Hoàng Minh, An Hoàng. Phần thi sắp tới của mình thì có sự trợ giúp đặc biệt của chị Minh Hoàng dàn dựng và cho mình một ý tưởng. Mình sẽ thể hiện bài diễn đấy trong chung kết 2 của mình.